kiện là cách duy nhất để chúng ta nhận được nguồn năng lượng vũ trụ dồi dào. Rồi, xin chào cả nhà đã trở lại với Thiền Thu Năng Lượng. Hôm nay Vân Kim quay một cái video về căn bệnh ung thư phần 2. Một người ung thư đã bác sĩ đã trả cho vợ được cái sự hỗ trợ năng lượng tình thương. Bác ấy có lòng tin, hôm nay có duyên bác đã đi đến môn học Thiền Thu Năng Lượng, được khai mở lưu xa 3 hôm, có kết quả rõ ràng, phát triển khỏe mạnh như thế nào, bác có thể đi lại ra sao và ăn uống như thế nào. Cả nhà chúng ta đừng đợi mình hình đỡ theo dõi video sau cùng với Vân Kim nha. Rồi, chú Hạnh ở từ Nha Trang trực tiếp ra đỡ hỗ trợ 3 hôm. Chú ấy đã có niềm tin, hôm nay là mang ba lô lên đường đỡ học cái môn học Thiền Thu Năng Lượng của chú Mai ở Bình Dương, do Đức Tổ sư Dasira Ranada khai thác. Hôm nay là bác và cùng con trai cũng có cái niềm tin đỡ đi đến cái môn học Thiền Thu Năng Lượng là ở cái điểm thị trấn Hai Riêng, sông Minh, Phú Yên. Như thế nào cả nhà chúng ta đừng đợi mình hình đỡ theo dõi hôm nay bác ấy lên đường học có kết quả như thế nào và ra sao. Cả nhà chúng ta đừng rời màn hình nha, theo dõi nha. Đang trên con đường đi là gần tới nơi rồi nha cả nhà. Rồi, gần tới nơi cái điểm thị trấn Hai Liên. Rồi, ngày đầu tiên đi học phải đi khập khiễng. Cả nhà theo dõi cùng với bên Kim cuối video như thế nào, học hết 6 hôm như thế nào và ra sao nha. Thử chú đó có đi được khỏe mạnh, không cần ai dìu dắt hay không, khi đến với môn học Thiền Thu Năng Lượng của chú Mai ở Bình Dương, cho Đức Tổ sư Dasira Ranada khai thác lại cái môn học này. Bây giờ là hiện tại là đi đến cái điểm lớp trường sinh học sông Minh, Phú Yên nha cả nhà. Đó, đã đi vào trước cổng nhà. Đó, đây là cái điểm trường sinh học dưỡng sinh sông Minh, không thu học phí. Rồi, ngày đầu tiên bước vào đỡ dìu dắt lên khai mở lưu xa. Hôm nay là được sự mở lưu xa của chú Tâm cho ông Hoài này. Cả nhà chúng ta đừng rời màn hình đỡ theo dõi video tiếp theo như thế nào và có kết quả ra sao. Rồi, đang mở lưu xa xong đã dìu dắt ông Hoài xuống cái chỗ điểm ngồi. Rồi, thứ hôm nay ông Hoài ngày đầu tiên ông Hoài ngồi dưới đất hay trên ghế. Ông Hoài lại ngồi trên ghế nha cả nhà. Ở cả nhà chúng ta theo dõi ngày kế tiếp thứ ông Hoài là có ngồi được ở dưới đất hay không khi được khai mở lưu xa ngày thứ nhất. Khi nào có lớp 2 thì chúng ta đến học tiếp, cái 3 ngày sau chương trình lớp 2. Cái căn bản là như vậy, nhưng mà chúng tôi mong rằng quý vị cố gắng. Rồi, tiếp tục khai mở lưu xa ngày thứ 2 như thế nào và ra sao. Hôm nay ông Hoài ngồi dưới đất, không ngồi trên ghế nữa. Đó là một điều kỳ diệu của ngày thứ 2. Tiếp tục ngày thứ 3 như thế nào cả nhà chúng ta đừng đợi mình nha, theo dõi cùng với bạn Kim như thế nào. Đó, ngày thứ 2 xong là ông Hoài lên kiết già ngồi thử. Đó là ngồi thử chứ không phải ngồi trong lớp học. Trong cái giờ mà nghỉ ngơi á, ông Hoài ngồi thử kiết già. Cả nhà mình có thấy tuyệt vời không? Chỉ ngày thứ 2 là ngoại gác chân lên kiết già ngay. Đó là môn học thần kỳ, kỳ diệu. Khi được khai mở lương xa, cái người ung thư không đi được dìu dắt, ngày trước là thở oxy, được sự hỗ trợ của chú Hành hôm nay là thấy khỏe hơn. Tiếp tục như thế nào ngày thứ 3. Rồi, từ gỡ luôn, đi một mình luôn. Đó, ngày thứ 3 là ngoại ngồi luôn. Trong lớp đó là tất cả đều xả, nhưng ông Hoài ngồi thật là im. Thấy không? Ông Hoài ngồi im luôn, một mình ông Hoài còn ngồi. Cả lớp xả hết. Cả nhà thấy tuyệt vời không? Đừng rời màn hình nha, theo dõi cùng với Văn Kim để biết được ngày như thế nào, ông Hoài ra sao. Ngày thứ 3 thì Văn Kim hỏi trực tiếp luôn. Chú, cho con hỏi vài câu về bệnh tình của chú á. Từ lúc chú lên đây học, bệnh của chú hôm trước đó tới giờ có giảm được phần nào không? Giảm được 40%. Dạ, chú có ăn uống được không ạ? Được, giảm ít.
Dạ, ăn được vậy là tốt rồi chú à. Đó mà ăn được là tốt đúng không? Dạ dạ, có ăn được là tốt à. Chưa ăn uống được là tình huống. Dạ, chưa ăn uống được là do tình hình nơi bệnh nó giảm chưa được có bao nhiêu ạ. À. Tối chú có ngủ được không ạ? À? Đêm ngủ tăng qua trở lại là nơi nó bớt đau ngủ rồi. Dạ, ngủ được là mừng lắm á chú à. Bệnh tình của chú như vậy là thấy cũng khá là ổn. Chú đi đứng lại rồi được chưa chú? Dạ 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 dạ. Chứ chú thấy học ngồi thiền như thế nào chú? Dạ. Thôi cháu cảm ơn bác à. Có gì bác nghĩ cháu phải à. Rồi hôm nay là ngày thứ tư, ngày đầu của cấp 2. Bác ấy đã lên khai mỗi lương xa, không cần người để dìu dắt như bữa hôm trước ngày đầu của cấp 1 nữa. Cả nhà chúng ta theo dõi video tiếp theo nha. Rồi thật vui diệu không cả nhà. Từ bác ấy đã ung thư mà bệnh viện đã trả trở vừa. Ngày đầu tiên là bác ấy là thở oxy. Nhưng có duyên là chú Hạnh ra hỗ trợ được ba hôm, cho nên chú ấy được có cái niềm tin đỡ đi đến cái môn học thiền thu năng lượng. Môn học này là môn học và tình thương, khoa tàng không thu học phí nhưng vẫn nâng cao sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật. Hôm nay là bác đi đứng lại cũng thấy một mình khỏe mạnh như thế nào. Cả nhà muốn theo dõi sát cái video thiền thu năng lượng thì hãy đăng ký kênh để theo dõi nhiều cái video hay hơn nữa. Quỳnh Kim chúc cả nhà mình vui vẻ và sức khỏe dồi dào. Hẹn video lần sau, phần tiếp theo của bác nha.